Ngô Thanh Vân, đã nữ với những scandal chấn động và cuộc sống hạnh phúc bên tình trẻ kém 11 tuổi. Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, cô nàng sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, sau đó sang Na Uy để học tập. Đến năm 1999 thì trở về Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp. Như định mệnh, từ nhỏ Ngô Thanh Vân đã năng động đi chơi cùng các anh em đam mê học võ. Trong những ngày tháng lên đên ở xứ người, cô nhiều lần đối mặt với sinh tử, vật lộn với cuộc sống xa lạ, lăn lộn với nhiều nghề từ năm 16 tuổi. Chính số phận đã tôi luyện một đại nữ mạnh mẽ kiên trì có 102 hiện nay. Ngô Thanh Vân sở hữu gương mặt sáng, thân hình cân đối. Sau khi chạm được ngôi vương Á hậu 2, cô bước vào showbiz với nhiều vai trò khác nhau. Mạnh mẽ, năng động, cô luôn cố gắng hết mình cho sự nghiệp và chưa bao giờ bỏ cuộc. Tuy nhiên, do chưa thật sự nhìn nhận được khả năng hay vận may chưa đến, cô vẫn còn lênh đênh trên con đường nghệ thuật. Cột mốc đánh dấu tên tuổi của Ngô Thanh Vân là vai diễn Thúy trong phim Dòng máu anh hùng. Hình ảnh cô gái mạnh mẽ yêu nước đã giúp Ngô Thanh Vân đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Từ đây, danh xưng đại nữ gắn liền với tên tuổi cô và trải qua bao nhiêu năm vẫn chưa có ai thay thế được. Sau những ngày tháng vật vã với số phận, đây cũng là tác phẩm giúp Ngô Thanh Vân định hình được khả năng đam mê của mình. Sau Dòng máu anh hùng, Ngô Thanh Vân vào vai trò vừa là đạo diễn vừa là diễn viên trong phim Tấm cám, Chuyện chưa kể, Cô ba Sài Gòn, Về quê ăn Tết, Sông Lan. Sống lúc dân trào, lúc bình lặng, sự nghiệp Ngô Thanh Vân không phải lúc nào cũng ở đỉnh vinh quang. Dù không ngừng phấn đấu, nhưng những bộ phim sau này không tạo được dấu ấn mạnh như Dòng máu anh hùng. Năm 2019, không làm người hâm mộ thất vọng, Ngô Thanh Vân quay lại màn ảnh với hình ảnh đã nữ trong Hai Phượng. Sản phẩm mang đến khán giả những thước phim chân thật, cảm động về tình mẫu tử, những khung cảnh được chọn lọc cẩn thận, những màn đấu võ gây cấn, mãn nhãn người xem. Vượt qua những bộ phim đình đám, Hai Phượng đứng trong top 3 bộ phim có doanh thu cao nhất trong 3 ngày đầu ra mắt, được công chiếu ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Nhật Bản, giúp điện ảnh Việt Nam bước lên một tầm cao mới trên thế giới. Tuy nhiên, theo Ngô Thanh Vân chia sẻ thì đây là bộ phim hành động cuối cùng cô tham gia diễn xuất. Có lẽ đây là tin tức khiến người xem vô cùng tiếc nuối. Sau thành công của Hai Phượng, Ngô Thanh Vân xuất bản sách Alpha Woman, thành công ngoài vùng an toàn. Sách mang đến cho độc giả câu chuyện từ đời thực của đại nữ, mang thông điệp cho những cô gái hãy sống tích cực và vượt qua giới hạn bản thân. Sách sẽ là ngọn lửa cho những cô gái có hoài bão lớn lao, một ngọn đuốc thắp sáng cho những chông chênh của tuổi trẻ, hay đơn giản để bạn nhìn thấy điểm giới hạn khó khăn của phụ nữ trong xã hội. Trước khi xây dựng thành công hình ảnh ngôi sao sang trọng đẳng cấp, Ngô Thanh Vân từng bị gắn mác gái hư với nhiều bức hình nóng bỏng. Năm 26 tuổi, người đẹp phát hành MV ca nhạc My Way. Tuy vậy, sản phẩm âm nhạc này được đánh giá tiêu cực khi có nhiều cảnh quay nóng bỏng. Không chỉ MV đầu tay suýt bị thu hồi, Ngô Thanh Vân còn lộ cả bộ sưu tập ảnh nhạy cảm. Thời điểm để lộ nhiều xuất hiện nhức mắt, Ngô Thanh Vân còn bị không ít trang mạng thêu dịch quá khứ không mấy tốt đẹp. Tuy vậy, phía đại nữ vẫn quyết giữ im lặng mà không hề lên tiếng. Sau đó không lâu, Ngô Thanh Vân tiếp tục gây ồn ào với nhiều hình ảnh nude 100% bên bạn diễn Johnny Trí Nguyễn. Ngô Thanh Vân từng vướng nghi án làm kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình của Johnny Trí Nguyễn. Đóng chung phim Dòng máu anh hùng, cặp đôi diễn viên chính được đồn đoán phim giả tình thật ngoài đời. Thông tin này sầm rộ lên không lâu, Johnny Trí Nguyễn bất ngờ đệ đơn ly dị vợ. Điều này càng khiến dư luận có cơ sở kết tội Ngô Thanh Vân giật chồng. Để giải đáp tin đồn, vợ của Johnny Trí Nguyễn không ngại lên báo để ám chỉ bà bầu nhóm 365 có tình cảm mờ ám với chồng mình. Cô kể rằng mình biết được mối quan hệ giữa cặp diễn viên Dòng máu anh hùng khi vô tình đọc được email của một người bạn chất vấn về tình cảm giữa Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn. Về phía Ngô Thanh Vân, vẫn cách xử lý scandal cũ, người đẹp không lên tiếng, cô hạn chế tiếp xúc và xuất hiện bên người tình tin đồn. Bẵng đi một thời gian, không còn tin tức nào chung về cặp đôi. Nhiều người cho rằng với áp lực từ nhiều phía, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Giữa năm 2015, Ngô Thanh Vân bị nghệ sĩ Chánh Tín tố vô ơn khi ông gặp hoạn nạn. Từng là tài tử nổi tiếng trong lĩnh vực phim ảnh, Chánh Tín rơi vào tình cảnh néo le khi bị ngân hàng tịch thu nhà vì vỡ nợ. Trả lời truyền thông, Chánh Tín cho biết, Ngô Thanh Vân nổi tiếng được như bây giờ cũng một phần nhờ tôi đề cử vào vai chính Dòng máu anh hùng. Nhưng xin lỗi, một chai rượu cũng chưa biếu tôi được một lần. Khi thành công, Vân chưa bao giờ ghé thăm tôi một lần, mà đóng phim Ngôi nhà bí ẩn cũng rất miễn cưỡng đóng. Trước lời tố của nghệ sĩ đàn anh, Ngô Thanh Vân trần tình rằng Chánh Tín là bậc cha chú. Do mới chỉ biết tin và chưa sắp xếp được thời gian để chia sẻ với ông nên mới gây ra hiểu nhầm đáng tiếc. Cô cho biết mình luôn biết ơn nghệ sĩ Chánh Tín vì ông đã giới thiệu cô vào bộ phim Dòng máu anh hùng, bẻ phóng để tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng hơn. Trước ồn ào bị tố vô ơn, Ngô Thanh Vân nhận được nhiều sự ủng hộ của dư luận. Không chỉ khéo léo đáp trả thắc mắc, Ngô Thanh Vân còn lên tiếng bảo vệ khi nghệ sĩ Chánh Tín nhận chỉ trích. Vân nghĩ chú Tín chắc cũng không có ý nói vậy đâu, có lẽ lời nói của chú đã bị hiểu sai chăng. Tuy vậy, nhiều ý kiến vẫn cho rằng không phải ngẫu nhiên mà Chánh Tín thẳng thắn phát ngôn như vậy. Phải chăng từ bộ phim Dòng máu anh hùng đến nay, dù gặt hái nhiều thành công, song đại nữ màn ảnh Việt vẫn thiếu quan tâm đến bậc cha chú đã giúp đỡ mình. Mâu thuẫn với đàn em Angela Phương Trinh. Ồn ào với Angela Phương Trinh có lẽ là scandal mới nhất của Ngô Thanh Vân. Sau khi góp mặt trong một show diễn thời trang, Ngô Thanh Vân bày tỏ sự bức xúc khi nhiều đàn em cố ý đi muộn 2 tiếng đồng hồ để gây chú ý. Ngay sau dòng xa Tết, danh tính đàn em được Ngô Thanh Vân nhắc tới được chỉ điểm, trong đó có Angela Phương Trinh.
Sau lùm xùm, Ngô Thanh Vân lại có dịp hội ngộ Angela Phương Trinh trong sự kiện. Truyền thông nhanh chóng giật tít tiêu đề mỹ nhân sinh năm 1995, lễ phép cúi chào đàn chị. Trước tin đồn được Angela Phương Trinh cúi đầu chào hỏi, Ngô Thanh Vân bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân. Chị đưa ra cái chuẩn về cái chào lễ phép với người lớn tuổi và ám chỉ Angela Phương Trinh giả tạo hời hợt. Chưa hết, Ngô Thanh Vân còn cảm thấy khó chịu khi tên tuổi của mình bị ekip đàn em lợi dụng để lăng xê cho Angela Phương Trinh. Cô chia sẻ rằng, nếu như ekip đàn em nói trước để sắp xếp một cuộc chào hỏi thì cô rất sẵn sàng. Tuy vậy, giữa một không gian mờ ảo, ồn ào trong show diễn, cô không biết Angela Phương Trinh có chào mình hay không. Ngô Thanh Vân và cuộc sống hạnh phúc bên cạnh bạn trai kém 11 tuổi. Giữa năm 2020, thông tin Ngô Thanh Vân hẹn hò trai trẻ kém 11 tuổi Huy Trần rộ lên. Một khoảng thời gian sau, cả hai công khai hẹn hò. Kể từ sau khi công khai hẹn hò, Ngô Thanh Vân và Huy Trần thường xuyên chia sẻ những hình ảnh yêu thương mặn nồng lên trang cá nhân. Được biết, bạn trai kém 11 tuổi hiện đang cùng nữ diễn viên Hai Phượng trở về quê nhà tại Na Uy. Tâm sự về người yêu hiện tại, Ngô Thanh Vân từng chia sẻ rằng, tôi rất là hạnh phúc, tôi có Huy, tôi rất hạnh phúc. Thật sự, Huy làm cho tôi rất là vui và tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng trong lòng tôi vẫn buồn vì cứ nghĩ nếu không có các bạn, làm sao tôi có thể sống nữa. Dù hơn kém nhau khá nhiều tuổi nhưng nếu xét cả về ngoại hình lẫn kinh tế thì Huy Trần vẫn không hề thua bạn gái. Đây cũng chính là lý do cặp trai tài gái sắc này nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Bên cạnh đó, kể từ ngày có bạn trai, nhiều fan nhận ra rằng Ngô Thanh Vân trong yêu đời hạnh phúc hơn hẳn.